Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người hôm nay tiếp tục quay cần câu đây, vẫn như thường lệ dẹp qua một bên là mình sẽ dọn gọn, mình sẽ quay tiếp nhé. Đây, đầu tiên là một cây cần sấp 2m1 của Kinh Tên nha mọi người. Đây, bát Fuji FS6 này, nó có 3 lóng nha, 3 lóng khoan này. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nha mọi người. Không biết là chỗ này nó có khoan trung gian nữa không mà thấy nó hơi dài dài đấy. Đây, cần này dài 2m1, thu vào là 89cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 120g. Cây này cái số 1 70.000, số 1 70.000 nha mọi người. Số 2 là một cây cần Shimano, cần ISO nha mọi người, ISO Bass Fuji FX7 này, khoan bass còn ok đấy, khoan này, máy khoan đầu này như thay rồi. Cây này như là nó bị gãy một đoạn đầu bu, nó bị gãy một đoạn độc nha mọi người, nên người ta thay cái đầu bu với lại thay ba cái khoan này rồi nha mọi người, xài được ok nha mọi người. Một lóng, 2 3 4 5 6 6 nha. Đây, cái cần này hiện tại dài 5m1, thu vào là 1m01, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 420g. Số 2 cây này 140.000. Số 2 140.000. Số 3 là cây cần này 2m7, súp nha mọi người. Đấy, khoan còn ok, chỉ có cái đầu bu là hơi dỉ thôi nè. Đấy, đọc 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha, 3 lóng. Bass Fuji FX6 nha mọi người. Đấy, mình bỏ vào cho mọi người xem. Bass Fuji FX6, cần này dài 2m7, thu vào là 99cm, đọt là 2,9 ly, cân nặng là 180g. Đây, số 3 120.000. Số 3 120.000. Số 4 là một cây ISO của Olympic, cây ISO Olympic. Cây này bát FK FX6 này. Đấy, khoan này, khoan thì mình coi như hư hết đi, khoan dàn khoan này cho mọi người về thay cho dễ nhé. Đấy, muốn thay hay sử dụng thì còn sử dụng được bình thường, nhưng mà cái dàn khoan này nó không đồng bộ thì mọi người về thay đi nhé, thích thì thay đi cho nó đẹp. Đấy, ok, 1 2 3 4 5 5. Thì cái cần này theo mình thấy là người ta đã thay cái lóng này nè, lóng thứ nhì với lại cái lóng đọt này thì không biết là thay chưa, nhưng mà lóng thứ nhì thì mình thấy như người ta thay cái lóng khác rồi, nhưng mà rất đồng bộ nha mọi người, thì rất đồng bộ, rất mới. Đấy, cái cần này hiện tại dài 3m6, thu vào là 83cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 180g. Đây là cái số 4 cây này 80.000, số 4 80.000. Đây, số 5 cũng là một cây ISO nha mọi người, Bass Fuji FX6. Đây, khoan của nó đây, dàn khoan của nó thì còn ok hết, khoan nhỏ nhỏ kim loại như thế này đây. Đấy, đọt này, đọt mảnh nhé. Một lóng, 2 3 4
5, 6, 6 lóng nha mọi người. Cho lóng, ồ, cái này rất khoan rồi nè. Này giọng rất khoan nè, giọng mạnh. Cái này mình coi như cái dàn khoan này, dàn khoan sắt này mình coi như hư hết nha mọi người, coi như hư hết. Đấy, cho mọi người về thay, lấy cái phôi với lại lấy cái bát này thôi. Căn này hiện tại dài 5m3, thu vào là 1m01, độc 0,6, ly cân nặng 260g. Nó bị mắc cái nắp vặn chân cần nha mọi người, về chế cái nắp su vào đây. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này 80.000. Số 5 80.000. Số 6 là một cây cần kim tên. Này, New Chichita 3 Max. Bass Fuji FX6 nha. Khoan. Đây, khoan này mình coi như hư hết, còn cái đầu bu với lại cái phôi cần với cái bass thôi. Đấy. 1 2 3, 3 lóng nha mọi người. Đây, cái cần này dài 3m, thu vào 1m09, đột là 3 ly, cân nặng là 160g. Cái này số 6. Số 6 120.000. Số 6 120.000. Số 7 là một cây súp 3m. Đây. Khoan. Dàn khoan có cái nứt rồi nhưng mà coi như dàn khoan này hư hết, còn mà đầu bu thì cũng hơi bung rồi, đầu bu cũng hơi bung rồi. Coi như là mình bán cho mọi người cái phôi và cái bát thôi nha mọi người, phôi cần với cái bát thôi. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. 4 lóng. Cái cần này dài 3m6, thu vào 1m02, độc là 2,7 ly, cân nặng là 340g. Đây là cái số 7. Số 7 120.000. Số 7 120.000 nha mọi người. Số 8. Đây. Số 8 một cây cần đây qua cứng 50 và 24. Cứng 50 và 24. Dàn khoan Fuji. Khoan Fuji còn ngon nha mọi người. Chỗ này nó chỉ bị bụi thôi. Bụi bẩn thôi, dính đất này này. Mọi người về lấy cái bóp đánh răng gì vệ sinh rồi ra là nó sạch sẽ nha mọi người. Đấy. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Cần này dạng mini nhá. Mini. Cứng 50 và 24 biết rồi. Đây. Bass Fuji FX7 này. Cần này dài 2m4, thu vào là 70cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 220g. Đây này cái số 8. Số 8. Cái này 120.000. Số 8 120.000. Số 9. Số 9 là một cây cần lục Shimano. Cần lục Shimano. Shimano nha mọi người. Đây Shimano. Đây. Cái cần này thì đây. Đúng của nó thì 5m4 nhưng mà như nó bị gãy một đoạn đọt rồi, bị gãy một đoạn đọt rồi. Đây, dàn khoan nhựa chỗ này coi như hết nhé, còn được cái khoan cái này với lại cái đầu bu nhé. Mình coi như là bán cho mọi người khoan cái với cái đầu bu có phôi cần bát thôi. Còn dàn khoan nhựa thì coi như mọi người về thay hết. 1 2 3 4 5 6. Cần này câu lục bạc bãi. Cũng sướng nha mọi người. Một bạc bãi thì hơi dài. Cái này không. Không, cái này không có bị gãy đọt đâu nha mọi người. Theo mình là cái này không có bị gãy đọt đó. Cái này 5m1 mà. 5m1 là 17 đúng rồi. Bass Fuji FX7 này.
cần là dài 5m1, thu vào là 1m04, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 810g. Đây này cây số 9. Số 9. 190.000. Số 9 190.000. Hình rất là mới, chỉ có là máy khoan nhựa về người thay đi chứ không. Khoan nhựa này dễ bể nhé. Số 10 là một cây cần ISO dàn khoan nhựa. Mình cũng coi như dàn khoan nhựa này hư hết nhé. Coi dàn khoan nhựa hư hết. Cần này Daiwa này. Daiwa 5x3 nhé. Đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy lắm nha mọi người. Đấy. Bát FK FS6 này. Cần này dài 5m3, thu vào 89cm, đọt là 1,3 ly, cân nặng 320g. Số 10. Số 10. 101. Số 10 101 nha mọi người. Số 11 là một cây ISO Daiwa. Cái này phải ISO không ta? Cái này cần Daiwa. Đây. Đọc đây. 1 2 3 4 5 6 7 7 lóng nha mọi người, 7 lóng. 7 lóng. Đây. Này. Dàn khoan này. Dàn khoan còn ok nhé. Đây. Đây qua. Đây là bát FK FX7. Cần này dài 5m4 vậy đấy. Thu vào 98cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 480g nhé. Đây này cây số 11. 120.000. 11, 120.000. Số 12. 12 là cây cần giống kiểu cần tay máy phụ vậy đó. Dài 6m. 6 mét nha mọi người, cần tay máy phụ dài 6 mét đọt này. Hello. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6, 7, 8, 9, 9 lóng nha mọi người. Này, cái này giống như cần tay trợ máy á. Đấy, dàn khoan người ta cột còn nguyên nha mọi người, dàn khoan cột còn nguyên. Đây. Bát Fuji FS6 này. Cần này dài 6 mét, thu vào là 1 mét, đọt là 0,6 ly, cân nặng là 660 g. Cái này số 12. 12. 150.000. 12 150.000. Số 13, đây, một cái excellent.
Đây này China xuất Nhật nha mọi người. China xuất Nhật 360 cm, 3m6. À, khoang này coi như hư hết nha, coi như hư hết đi, về mọi người sử dụng cái gì đó sử dụng nha. Đây. Khoang thì còn hết chứ, còn đá đồ ok nhưng mà mình coi như hư hết. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Bát Fuji FS6 cần dài 3m6, thu vào là 1m02, độc 1,7 ly, cân nặng là 180 gram. Số 13 90. Mười bốn là cây cần này 2m4. Đấy, khoan còn ok nhưng mà coi như hư khoan hết đi. Đấy, thấy phôi cần về mọi người thích hai khoan kiểu gì thì qua nhé, hai nhé, 1, 2, 3. Đấy, 3 lóng. Bát vặn này, phần này kim loại này, cần dài 2m4, thu về là 86 cm, đột là 2,2 ly, cân nặng 160 gram. Cây này cây số 14, 14 80.000, 14 80.000. Mười lăm là một cây ISO Daiwa nha mọi người, ISO của Daiwa. Đây, cây này 39 nha, ISO Daiwa 39. Dàn khoan còn ok. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lóng. Đây, cái cần này bị xước cái chỗ này nha mọi người. Sơn chỗ này nó bị xước nè, nó cả đúng cái gì nó xước nè. Bát Fuji FX6. Đây. Cần này dài 3m9, thu vào là 88 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 220 gram. Cân nặng là 210 gram chứ quay. Đây này cây số 15. Số 15. Đây này 120.000. 15 120.000. mười sáu là một cây súp lục 3m6 của Daiwa nhé, bát Fuji FX7. Đây, khoan dựa này coi như hư hết nhé, còn khoan cái đầu bu với lại bát phôi cần nhé. Một, hai, ba, bốn, 4 lóng. Đây, cần này dài 3m55, 3m6 á, thu vào 1m08, đọc là 2,7 ly, cân nặng là 460 gram. Cái này cây số 16, 16, 130.000. 16, 130.000. 17 là một cây ISO của Daiwa mới can luôn, mới kinh khủng, có cái bao chứa này nó không bị trầy xước nhé. ISO Daiwa Bát Fuji FX6 này, đọc số 6, dài 5m3, số 6 dài 5m3, 5m4, 5m3. Đây, dàn khoan còn nguyên luôn, nguyên đẹp luôn nha mọi người. Cái này nguyên zin bao đẹp luôn, không có gãy bể gì cả. Này. Ok.
một lóng, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lóng nha mọi người. Nhìn cái cần mà cái nước của nó bóng đẹp. Giờ 54 đấy, thu vào 89 cm đây, dài 5m4 thu vào 90 cm, đọt 0.8 ly, cân nặng là 340 gram nha mọi người. Đây này cây số 17, cây này 180.000, 17 180.000 nha mọi người. Đây nó có túi đựng của nó, nhờ cái túi này đây mà nó không xước xác gì, đã mới nó còn mới hơn. Mười tám là một cây lục đặt bãi cũng được. Đây cây này là 4.2 nha mọi người, 4.2. Đây khoang còn ok nhé, thằng khoang còn ok, khoang Fuji này ok nhé. Một lóng, 2 3 4, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Đây bát Fuji FX7, cần này dài 4.2 m, thu vào 1.22 m, đột là 2.7 ly, cân nặng là 610 gram. Số 18 rồi. Này số 18. Mười tám một trăm bảy mươi nghìn. Mười chín là một cây ISO, cây ISO, cây này giống như kiểu của Shimano á, nhưng mà nó mắc tem rồi mình không có dám đọc nha mọi người. Đây Fuji FX6, đây dàn khoang mình coi như hết nhá, khoang thì người ta cũng có thay rồi nhưng mà thay vẫn xài ok nhá, xài ok hết nha mọi người, nhưng mà coi như hư hết, về mọi người muốn thì thay lại cho đồng bộ, còn không có thì để như thế xài cũng được. Đây một lóng, 2 3 4, 4 lóng nha mọi người. Bát Fuji FX6, cần dài 3.6 m, thu vào 1 m, đọt là 0.7 ly, cân nặng 160 gram. Đây là cây số 19, 80 nghìn nha mọi người. Số 20 là một cây cần ISO. ISO. Đấy. ISO 5 mét máy ta. ISO 5m4. Đấy. Dàn khoang còn ok, đẹp luôn. Này. Khoang còn ok đẹp luôn. Đấy. ISO đọc cũng khá là to nha mọi người. Đây, một lóng. 2 3 4 5 6 6 lóng. Bát Fuji FX7, cần này dài 5m4, thu vào là 1m, đọt là 77 cm, cân nặng 440 gram. Cái này số 20. Cái này
150.000 nha mọi người. Mốt là một cây cần 3 khúc. Đây, cần 3 khúc. Cái cần này thì thôi mình coi như là hư khoang hết nha mọi người. Khoang thì vẫn còn. Vẫn còn y 3 khoang và một đầu bu, nhưng mình coi như hư khoang hết cho mọi người về tự ưng khoang gì về thì làm khoang đáy, còn không để nguyên khoang cũ của nó thì xài cũng được nhé. Đây, 3 khúc. Đây, đọt của nó. Bát vặn kim loại nhé. Ok. Cần này dài 2m4, thu vào 84cm, đọt là 0, đọt là 2 ly, cân nặng 280g. Đây là cái số 21. 21. 101. 21 101 nha mọi người. Hai mươi hai là một cây cần xanh hoa, cần hiệu xanh hoa nhé. Cây cần này 5m4 nhưng mà ISO nhưng mà chắc có lẽ là cũng bị gãy đọt rồi, đọt nó bị gãy khoảng cỡ 20 phân nha mọi người, đọt bị gãy khoảng 20 phân. Mình bán cho mọi người lấy cái phôi cần với cái bát thôi, còn khoang này thì mọi người về thay dàn khoang đi cũng được nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Lấy nhà tiếng cho em cái. Lấy nhà tiếng cho em với. Alo. Lấy nhà tiếng cho em. Nhà tiếng tế đi chị số điện thoại của anh nhá. Đây. FK FX6. Cần này dài 5m2. Thu vào là 90cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng 340g. Cây này cây số 22. Số 22. 80.000. 22, 80.000. Đây. Số 23, một cây cần Daiwa Bass FK FX6. Đây, coi như khoang hư hết nha mọi người. ISO, coi như khoang hư hết. Chỉ lấy phôi cần với lại bass thôi. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5, 6. 6 lóng nha. Đấy. FK FX6 nhé. Đấy, cần này dài 4m3, thu vào là 88cm, đọt là 1 ly, cân nặng 260g. Cái này số 23. 23, 70.000. 23, 70.000. Hai mươi bốn là một cây cần Olympic. Này, khoan vặn kim loại nhé, dàn khoan còn ok này, khoan còn ok này. Đấy, đọc tháp nha mọi người, đọc tháp nhé. 1 lóng 2 3 4. Cần này dài 2m4, thu vào là 70cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 200g. Cái này cây số 24. 101. 25 là một cây cần súp Daiwa 24. Đấy, ba cái khoang này coi như hư hết nhé.
đây vẫn còn có cái cột, có cái này còn, nhưng mà coi như thế đi, người về thay nó đồng bộ. Đây đọt của nó, một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng nhé. Bát Fuji cần dài 2m4, thu vào là 92cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 210g. Cây này cây số 25, số 25. Đây là 90.000, 25, 90.000. Hai mươi sáu là một cây cần ba khúc Olympic, cần ba khúc của Olympic nha mọi người. Đấy, bát vặn kim loại này, cần này khoan bát còn ok, khoan bát còn ok. Em uống cái đọt cho mọi người xem. Ok, khoan bát còn ok nha mọi người. Cái cần này dài 2m7, thu vào 96cm, đọt 2,4 ly, cân nặng 240g. Đây này cây số 26, 26, 120.000. Số 27, 27 là một cây cần súp Bát Fuji. Đấy, khoan ba cái khoan này coi như hết, còn cái đầu bu Fuji nhá. Ba cái này hai khúc thôi, hai khúc thôi nha mọi người. Cái này có hai lóng. Đây, cần dài 1m9, thu vào là 1m04, đọt là 2,8 ly, cân nặng 210g. Cái này cây số 27, 70.000. 27, 70.000. Số 28, 28 tiếp tục một cây cần súp dàn khoan kim loại này. Đây đấy, đầu bu thì có vẻ đầu bu bị bung rồi nè. Đây mọi người về cột sửa đó, người học thay khoan mà bán cho mọi người lấy cái phôi cần với lại cái bát vặn nhựa thôi nhé. Cần này thì có 3 lóng, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Cây này dài 2m1, thu vào là 79cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 28, 28, 70.000. Số 29, 29 là một cây cần tay Shimano, 29 là một cây cần tay Shimano, còn trong bao rất là đẹp nha mọi người. Cái cần này thì cần tay này dài 5m4 nhé. Đây đọt của nó này, cần tay mini nha mọi người. Cần tay đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lóng nha mọi người, 12 lóng. Đây, cái cần này dài 5m4, thu vào là 60cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 360g. Đây này cây số 29, 29, 170.000. Số 30, 30 là một cây cần 3 khúc, cần 3 khúc. Thì cái cần này á, người ta cũng có thay khoan rồi, có thay khoan rồi này, thay một khoan, hai khoan, ba khoan đều xài ok nhé. Khoan cái với lại cái khoan trung gian gần cái khoan cái vẫn còn xài ok, nhưng mà mình coi như là hư khoan hết, tại vì nó không đồng bộ. Thay ba cái khoan này vào những không có đồng bộ với khoan sắt này nhé. Đấy thì mọi người về muốn thì để nguyên dàn khoan mà dùng, không thì thay, mình coi như là
dàn khoan này không có nha mọi người, đồ bu nữa nè. Đấy, bát vặn kim loại nha. Đây mình uống thử cái đọt cho mọi người xem, rất là cứng nha. Thằng này về câu lục cho mọi người. Đấy, khoan của nó đây. Đây, cần này dài 4m1, thu vào 1m43, đọt là 1m43 luôn kìa bạn, 1m43 nha mọi người, thu vào 1m43, đọt là 4,2 ly, cân nặng 860g. Cây này cây số 30 180.000, 180.000. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới ship nhé. Và mọi người mua hàng thì vui lòng là trước khi nhận hàng phải kiểm tra hàng cẩn thận giúp mình xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển. Có gì thì liên hệ trước luôn cho bên mình để giải quyết luôn nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn không kiểm tra hàng, nhận hàng xong rồi mới báo mình nó bị thế này bị thế kia nha. Mình không giải quyết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.